để cái ly giấy ra nhiều nhiều ra đây nè. Lấy nguyên cây ra luôn đi. Để thở có hả? Thiệt vậy. Rồi, cầm đi rượu. Rót ra đi cho khách luôn nha. Này hơi xui nha, hai ba đầu quá. Hả? Vết đâu mà? Đi chia làm chia đấy riêng còn ngon làm hơn mấy đứa kia. Đẹp hơn quá. Rồi rót cho nhanh nước ly rồi cái bắt đầu. Gấp hết luôn đi gấp. Dạ chúc chúc nâng ly cho cùng lắm. Nhẹ chút mà không? Vậy là cái này của một cái con Anna với Mina.
Cà thêm lấy chưa? Lấy rồi. Dễ sớm. Còn lấy chưa? Ủa sao nãy Dung nó nói đừng dành tôi, sao lì xì dành nhanh dữ vậy ta? Dễ sớm trúc chung nha. Rồi. Là kêu là dạng sự nhí luôn nè.